chặt các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Wiro 1-10-209 nâng cấp cái màn hình xịn sò với cái dàn trang bị cực kỳ khủng. Cái phong trào chơi cái chiếc Wiro 1-10 được nâng cấp sao giống cho với những cái chiếc clip 1-10 ở bên Thái đang được đông đảo anh em chia sẻ nhiệt tình hưởng ứng. Những bản độ này khác biệt với chiếc clip ở chỗ là clip có cái gác chân sào cao su, còn cái Wiro là gác chân nhôm. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một cái chiếc Wiro 209 mang màu sắc của cái chiếc clip 209 với dàn trang bị mà chắc chắn làm các bạn sẽ ngất ngay. Thay thế cho cụm thắng nguyên bản là cụm thắng CRC có hiệu năng thắng ổn định hơn. Bình dầu trên tay thắng là bình dầu Rizoma trong suốt gam màu đen liên lạc với phần tay thắng. Cụm đề con xe lấy từ cái chiếc cặp B-Shift và cái cụm đề này có tích hợp luôn cái nút tắt cái đèn rất thích hợp cho những chiếc xe nhập khẩu. Để đồng bộ hơn với phần tay thắng CRC bên kia, người chủ tinh tế hơn trang bị luôn con xe này cái cụm con CRC để quản lý thắng sau. Hơn nữa, cụm thắng và cụm con tạo thành một cặp trông rất là tương xứng. Cái cụm công tắc SIM được thay thế bằng cái cụm CB605F, tích hợp thêm chức năng bắt SIM và hazard rất tiện lợi trong những tình huống để xin đường. Bao tay đến từ hiệu Daytona có những cái khối vuông rất mạnh mẽ, đi cùng đó là cảm giác bóp êm ái. Cụ tay lái là một cặp cụ xéo Rizoma trông rất là bật. Để hợp hơn với luật giao thông Việt Nam thì người chủ chiếc xe này trang bị cái kính chiếu hậu hiệu đến từ Rizoma. Cái kính chiếu hậu này theo quan sát của mình thì không chìa ra bên ngoài nhiều so với kính zin, trang bị vào cái phần tay lái rất là gọn gàng. Nằm ở trung tâm tay lái thì có một cây trợ lực Magic. Cái trợ lực này là đảm bảo an toàn cho người chủ đi tốc độ cao, làm tay lái không bị xà lắc. Không những vậy, nó có chức năng làm kiểng cũng rất đẹp bởi ngoại hình thẩm mỹ trên cách tuyệt vời. Bình dầu con heo đang ứng dụng là cái cộng dầu S nổi bật. Cái con heo dầu chủ xe đang chơi có cái dòng heo cũng rất đảo, heo Rainbow logo nhỏ 2 mít đã xứng, rất ít người sử dụng trên thị trường. Đĩa Rakates trước nổi tiếng từ rất lâu trong cộng đồng chơi xe, anh em rất thích về mặt màn hình thẩm mỹ và hiệu năng thắng cũng rất tốt, đảm bảo cho cái sự nhún nhảy chìm mãi hơn và cho cái cảm giác ngồi chiếc xe gia đình là tốt hơn. Em ấy được trang bị cây phục là Magic bình dầu rời. Cây phục này người chủ trang bị đồng bộ cái trợ lực của xe. Hơn nữa đây là một cái dòng phục rất ít anh em dám chơi vì chưa có biết thực sự nó tốt thế nào. Cái dàn chân sau vẫn được trang bị thắng đùm nhưng được thay thế bằng cái càng thắng Titan để tô điểm cho cái dàn chân sau trở nên tốt hơn, đẹp hơn. Cái càng thắng sau khi cảm nhận mình được người thợ chế tác là cực kỳ tinh xảo. Chiếc xe rất là đẹp, nhìn chiếc xe thôi cũng đã thấy được cái gu thẩm mỹ xuất sắc từ người chủ. Sacha 110 đột ngất ngay với cái dàn ghi đông bạc chịu. Dẫn đầu thì cái sức mạnh ở phân khúc là Hybrid Underbone 150 hiện nay. Có thể nói cái chiếc Sacha 110 đang là một cái dòng con tay làm điên đảo những người đam mê tốc độ cỡ nhỏ. Chiếc xe còn là tâm điểm cho những tay chơi thích dọn kiển và khi ra đời hàng loạt những bản nâng cấp không chỉ đẹp, độc, đỉnh mà chiếc xe độ này còn đem lại cái phần hiệu năng sử dụng rất cao. Lược bỏ đi một cái bộ chìa khóa cơ nguyên bản, người chủ đã nâng tầm những chiếc xe yêu của mình khi trang bị ổ khóa smart key nhằm đem lại tính an toàn tốt hơn, chống trộm cướp và đi kèm với đó là một số chức năng phụ cần thiết trong cái chiếc xe trong quá trình sử dụng hàng ngày như tìm xe trong bãi đổ, khóa xe từ xa là tiện lợi. Nếu như những tay chơi khác hướng tới cái ốc Titan thường lựa chọn cái tông màu xanh, tím, vàng vân thì ở bản độ này người chủ giữ nguyên cái màu trắng nguyên bản cho chiếc xe thêm phần sang trọng, không quá sặc sỡ, khoét rộng hơn cái phần bẩn ở bên trái để chiếc xe lắp được cây trợ lực Matrix kẹp sườn với 16 nút chỉnh nặng nhẹ để chống sàn lắc đầu xe ở độ cao. Sử dụng trên mình cái cụm tay con tiếp em, một món đồ chơi đến từ hiệu Domino được anh em chơi xe kiểu hiện nay là vô cùng ưa chuộng bởi mức giá thành không tới 3 triệu đồng nhưng được trang bị rất nhiều phần hiệu năng phụ cho người sở hữu nó. Cái phần đầu tay con để chống chày có thể người chủ đã bọc bên ngoài một lớp cao su, đây là một cái phương pháp rất tốt để sản phẩm đẹp mãi với thời gian mà không làm mất thẩm mỹ của xe.
Còn đây là những góc ảnh của bộ cụm thắng Rainbow Asset đi cùng với các combo miễn dịch của gia đình Domino, bao gồm cái cụm on up, cụm tăng tốc, đem lại cái tính năng ưu việt cho chiếc xe mà một cái chiếc xe sim không bao giờ có được. Hệ thống treo sau ứng dụng cho mình là phục hoa lim và dầu rời để tăng thêm cái sự nổi bật cho chiếc xe. Phần nhựa nhám của chiếc xe đều và chi tiết được tháo bỏ hết hoàn toàn để chiếc xe thêm chút gọn gàng hơn và sử dụng rất nhiều chi tiết đồ chơi. Hai thở được ứng dụng bằng một cây bô tăng STB được kho nóng độ cao, lên màu trông rất ấn tượng và cái điểm nhấn màu sắc toàn bộ phần dàn áo đen của chiếc xe. Dàn chân được hạ xuống bánh canh trên chiếc xe có một cái trọng lượng nhẹ hơn, linh hoạt hơn di chuyển ở trong thành phố. Và giá của chiếc Sacha F1-50 2.9 hiện nay rơi vào tầm 55 triệu đồng, dao động theo từng màu sắc và chưa gồm thuế ra biển số. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.